Cuối giờ chiều qua ngày 17 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, với năng lực xét nghiệm diện rộng của thành phố, nhiều ca nhiễm trong cộng đồng đã được phát hiện, cho thấy công tác phòng chống dịch đang đi đúng hướng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của việc xét nghiệm, ngành y tế cần có báo cáo đánh giá kết quả bước đầu về đợt xét nghiệm này, làm cơ sở để đánh giá nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề nghị ngành y tế tiếp tục khắc phục những hạn chế trong việc lấy mẫu xét nghiệm. Các địa phương đặc biệt quan tâm đến lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và phải rà soát thật kỹ những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chúng ta cũng cần phải rà soát lại các cái đối tượng để chúng ta xác định là đúng là người ta khó khăn thực sự ở vào thời điểm này để hỗ trợ, để đảm bảo. Chứ còn không là chúng ta chỉ có nói về mặt chủ trương thôi, nhưng mà cái tổ chức triển khai. Và ở đây thì tôi cũng nhắc chung là cũng phải kiểm tra lại cái việc là cán bộ ở từ cấp tổ dân phố trong cái việc mà lập danh sách rồi quan tâm. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, không để sót các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục vận động người dân chung tay hỗ trợ cho những hoàn cảnh này và khẳng định thành phố đã sẵn sàng mọi nguồn lực, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tôi nói ví dụ thôi, nhiều cái công trình xây dựng, ông chủ bây giờ ông bỏ ông đi về, họ lại đó là người ta bí, ông chủ thì không đến được, ảnh thì ra không được, cho nên ở trong nên cứ lùng bùng. Ở đó có công trình xây dựng mà gì nè, công trình mà của nhà nước mình thì cũng được, nhưng mà công trình tư nhân, làm tư nhân là không thả nổi, nhưng mà cũng rất là mừng là các địa phương xử lý những vấn đề này, trước đây cũng xử lý rất tốt. Cho nên tôi đề nghị là mặt trận chúng ta tiếp tục tuyên truyền vận động chủ trương mà hộ có điều kiện thì hỗ trợ cho những hộ mà khó khăn sát bên nhà mình đâu, mình không cần đu xa, sát bên nhà mình nó có những cái hộ khó khăn thì có chia sẻ. Đánh giá cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường vẫn là những nguồn lây chủ yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các quận huyện khẩn trương truy vết, xét nghiệm đối với những trường hợp liên quan đến các chuỗi lây này, đồng thời yêu cầu quận Sơn Trà và Thanh Khê quản lý chặt chẽ việc chấp hành quy định phòng chống dịch trong các khu phong tỏa. Là chúng tôi rất lo là cái vấn đề khu phong tỏa thì vẫn là một cái nguy cơ rất cao. Mặc dù nó không ra ngoài nhưng mà nó ở hồi ở trong đó là nó cứ lằng quằng. Ngày nào cũng mấy chục ca, rất là lo ngại, cho nên đề nghị chúng ta phải quản lý chặt hơn nữa khu phong tỏa, đặc biệt là Sơn Trà. Vẫn là điểm nóng. Và hiện nay là Thanh Khê là xuất hiện mấy cái khu vực nữa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, cần báo ngay cho tổ dân phố, tuyên truyền cách thức phòng chống dịch tại nhà. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện phần mềm quét QR code giấy đi đường để sử dụng trong thời gian sớm nhất.